Sáng ngày 31 tháng 10, nhận được thông tin một tàu câu dài 11 mét, công suất 130 cv bị chìm khi đang neo đậu bên cầu Nhật Lệ 1. Đồn biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã cử lực lượng đến hiện trường phối hợp với chủ thuyền và người dân triển khai các giải pháp trục vớt tàu. Đến 15 giờ cùng ngày, công tác trục vớt tàu đã hoàn thành. Nguyên nhân là do mưa quá lớn kèm gió to nên nước tràn vào làm chìm tàu. Mưa lớn còn làm ngập cục bộ, sạt lở, gây chia cắt giao thông ở một số địa phương.